Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh Nùng Vlog. Hôm nay vẫn là một ngày ở Hà Giang và cũng là anh Linh sẽ đưa toàn thể mọi người đi giúp đỡ một ông cụ đúng không anh? Ông cụ Ly Giống Xính, 95 tuổi. 95 tuổi. Ông sống một mình ở một quả đồi luôn. À, tức là một mình từ từ nhỏ á? Một mình từ nhỏ. À, không sống... không lấy vợ. Không lấy vợ. Không lấy vợ. Mà bố mẹ là mất sớm nên là cụ 11 tuổi. À, phải sống hiện tại đến bây giờ. Đây cụ ở kia đúng không? Đúng rồi, cụ ở bên kia đấy. À, thế thì nghe hoàn cảnh anh nói thì cũng rất là khó khăn đúng không? Cụ thì là cụ không đi được, chỉ chống gậy ở trong chỉ nhà. Chống gậy thôi đúng không? Ở lên quanh trong nhà thôi. À, hôm nay đi thì chuẩn bị 2 bao gạo. Biết là cụ không đi chợ được, không sử dụng được tiền ấy, cho nên đúng là đợt này đi sẽ mua nhiều đồ hơn cho cụ. Có ở đây có thịt nữa. Còn hai bạn này là sẽ vác bánh kẹo, mì tôm. Có mệt không? Nặng. Nặng à? Cụ là sống cách cái đường to là hơn một cây số nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi, hơn một cây đấy. Một cây số. Đúng rồi. Thế cụ tự nấu cơm ăn hả anh? Cụ tự nấu cơm ăn. À, ở đây là thuộc xã gì nhỉ anh nhỉ? Đây là xóm Bát Dầu của xã Tân Ngà. À. Ở của huyện Mèo Vạc. Đây vẫn thuộc huyện Mèo Vạc. Đúng còn rồi. Như anh nói thì ở dưới này là người Tày đúng không nhỉ? Đúng rồi, khu là người Tày. Khu này là sẽ có cả người Tày, cả người đồng bào dân tộc H'mông nhỉ? Đúng rồi. Cụ là người Mông đúng không? Cụ là người Mông đấy. À. Thì hai bạn đợt này đi cùng một anh thấy như nào? Có mệt không? Có. Mệt à? Ừ. Gọi là toàn là những hoàn cảnh khó khăn đúng không? Và toàn phải đi bộ nhỉ? Thế thì mới biết bà con ở trong này nó khó khăn như nào. À, nhìn tổng quan sơ bộ thì thấy khu vực này là trồng ngô là nhiều thôi. Bên cạnh này thì có cả sắn nữa. Thu thì chưa được đi xa bao giờ đúng không? Ít đi xa đúng không? Đợt này là đợt lần đầu của Thu đi xa như này và đi làm những cái chương trình thiện nguyện như này. Cảm thấy như nào? Vui à? Đây người ta bảo là mệt nhưng vui. Mệt nhưng mà vui đúng không? Nó mang lại ý nghĩa. Tí nữa về phải ăn 3 bát cơm nhé. Tại vì ngày mai ngày kia vẫn còn những hoàn cảnh đang đợi chúng ta mà. Còn nhiều hoàn cảnh lắm. Còn rất nhiều hoàn cảnh đúng không? Đúng rồi. Anh Linh. Trên vùng cao này nhiều hoàn anh cảnh Linh thì lắm. Nắm rõ địa bàn này gần như là nắm rõ hết rồi nhỉ? Hình như là trên này là mình là người địa phương, ở trên này là mình biết hết. Vâng. Chỗ nào mà có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất thì mình cũng đã từng vào. Thế thì cụ đấy. Có biết tiếng phổ thông không anh? À, cụ chỉ biết nói tiếng Mông thôi. Nó chỉ biết nói tiếng Mông thôi à? Ừ, cụ không biết nói tiếng Kinh. Vâng. Ừ. Thế thì đi với anh với cả hai bạn Hoa và Thu này thì không sợ rồi, tiếng Mông. À, đây ngoài này trồng sắn. Ôi sắn tốt phết nhỉ. Ở đây là trồng sắn thôi. Địa phận này thì giáp ở đây là địa phận này là vẫn thuộc của Mèo Vạc quản lý. Mèo Vạc. Ừ. Nhưng mà giáp với tỉnh Cao Bằng anh nhỉ? Đúng rồi, bên kia là Cao Bằng. Bên kia là Cao Bằng luôn. Đúng rồi. À. Mưa rồi nhá, hôm nay lại một cơn mưa tới rồi. Ôi cảm giác đất đai đấy tốt phết nhỉ. Đây là tốt phết đấy, nhưng mà không có nước đâu đúng không anh? Đây là không có nước. Không có nước, ít nước. Cụ ở trên này là cũng không có nước đâu. Thế á? Không có nguồn nước luôn. Cụ toàn là đi nhờ hay là năm lúc cụ đi hứng nước mưa về dùng thôi. Đấy. Hay cụ tự nấu? Cụ tự nấu cơm. Bởi vì là cụ có một mình không nấu thì cũng không thể được. Bởi vì là mình phải thế là không có người thân luôn nhỉ? Đúng rồi. Coi như là cụ sống biệt lập luôn đấy. Cụ có nói là 3-40 năm nay là cụ không biết đi chợ rồi. 3-40 năm không đi chợ rồi. Đúng rồi. Đây, gần tới rồi đây. Cố lên. Ôi, toát hết mồ hôi. Đi liều dốc. Trời mưa mà đi cũng toát hết mồ hôi đấy nhỉ? Đây. À, kiểu này. Điểm nó dốc quá. Vâng. Cố lên nhá. Ôi. Đang liều dốc còn mưa nữa mà toát hết mồ hôi. Ôi đây. Ngô này chuẩn bị được bẻ rồi đấy. Sắp được bẻ rồi. Ôi, mưa to đấy. To dần ra rồi. Nhà ông rồi. Ui. À, cụ năm nay là 95 tuổi. Đây, cái nhà cụ sống đây. Nhà cụ, nhà cụ ở đây. Là nguyên một mảnh đất. Nhớ trẻ nhớ giờ. Giờ. Hả? Ở nhỏ. Ồ, đây rồi. Tôi tiếp mình được. À. Ôi giời.
Cụ không mặc áo kìa. Chào xin chào nha. À, cụ đang làm cơm ăn thôi. Cụ đang làm gì đấy? Cụ đang thấy măng để ăn cơm. Cụ ăn cơm chưa? Ăn nó mỏ tao chưa? Ít nước rồi tao chéo nó. Cụ ơi, có tí cho cụ này, thịt này là thịt đấy. Cụ bảo là từ sáng đến giờ chưa ăn gì luôn. Đây thịt lợn này cụ ơi. Thịt lợn à? Ni giờ kê bò ai chào. Đây là trứng. Để đây cho cụ đã. Đây là trứng này. Ông chưa ăn đâu đúng không? Ông chưa ăn. Ông đang làm măng để ông làm măng để ăn à ông? Dạ vâng. Thịt lợn ạ, thịt lợn. Dạ. Dạ. Vâng. Đấy, cụ để đây. Ta sử xuân cho. Ở trong mà chùa cháu chuyến nó xô lò. À đây này. Tới đây đúng lúc là cụ đang chuẩn bị làm cơm ăn thôi. Cho con. Là với măng. Với măng thôi. Măng này chắc là cụ đi tìm hoặc là ai lấy cho đây nhỉ? Đảo mạch trong này. Chùa ở chùa lò là lần nào tôi ở trời? Ui, có rồi nha. Nhưng dòng này tôi cũng cần cháu lo có trong phần cháu. Ui tròn cháu lò. Cụ nhờ người khác có đứa trẻ đi chăn trâu ở trên này lấy măng hộ. Thế là cụ nhờ đi lấy hộ về. Thế cụ chưa ăn cơm đâu đúng không? Cụ bảo con nói chưa ăn cơm. Ông bỏ tôi chưa? Bỏ ta lâu chưa ôi. Đây măng này này. Cụ bảo là cụ con nói là không có cơm. Không có cơm á? Chỉ mất số thế à? Không có cơm thì. Bỏ ta lâu chưa ôi. Cụ bảo chỉ ăn măng không đâu, không có cơm ăn. Ăn măng không thôi á? Không có cơm nữa. Thế đây cụ ơi. Cho cụ 2 bao gạo nhé. Gạo đấy. Gạo bớt xua tôi đón lâu. Cho này đủ ông để tôm ăn thời gian đấy. Mì tôm nhé hơn đi. Gạo. Thôi lên mà. Cho xem này cả tô nữa. Chưa đi trà chưa? Trứng thì để đây để ông. Nghĩa tìa ít xác cái thì. Xác cái thì ông chỉ ăn măng. Ông chỉ ăn măng không đâu. Ăn cây tre qua ngày thôi. Ăn cây tre đấy. Ăn cái tre qua ngày thôi. Đấy. Thế nấu cơm cho ông ăn nhá. Bé ông mỏ cho nó bún à? Bé ông mỏ cho con hả? Ông chưa ăn gì mà? Bé mất sụp ông mỏ cho con hả? Lấy gạo này ra nấu cho ông nhá. Bé mất sụp ông chứ à? Bé mua ngay trong đó của cua hả? Huy với cả mọi người đã ăn rồi. Nấu cho ông ấy. Ủa mà bé mất sụp ông đó. Bé quý cảnh đó. Mấy cân thịt thì để luộc lên cho ông. Dán qua thì mới giữ được lâu. Ui măng. Ăn mới măng rồi. Ui măng cũng già. Ông luộc lên rồi đấy nhờ. Ừ, luộc rồi. Ông luộc lên. Chín rồi đúng không? Ăn ngon đấy. Ăn ngọt ngọt. Ăn ngọt mà ăn ra đây. Đâu giờ? Ông đang đi xả không? Ông đang ra mùa này. Ông đang đi con đi xả. Ông đang ra mùa này. Đâu giờ? Có. Ông nói rồi giờ, ông nói rồi. Để đấy ông. Thế lấy gạo này nấu cho ông nhá. Nấu cơm cho ông đi. Nhưng mà nó ra mùa rửa cái nồi để. Đóng bếp đi. Mình nấu cơm cho. Nấu cơm, tại vì ông bảo là cả ngày rồi, chưa ăn cơm ấy. Ông bảo không có gì ăn rồi ăn măng này. Ăn cây măng. Ăn cây măng, cây tre đâu. Ông đang thái măng để. Nó ra mùa này. Ôi chín rồi giờ, ở chỗ nào? Đồng bên xa này. Nếu mình xài chỉ để đây chỉ chứ. Cháu ăn no rồi. Cháu ăn no rồi. Nào châu là. Có cắp lá thịt bổ rong là. Có mông mông bổ rong là. Hai bạn nhóm bổ rong nhá. Thầy đứa chăn trâu ở trên này này. Chăn trâu à? Chăn trâu là về đây trú mưa. Trời đang mưa. Chăn trâu ra đây trú mưa Ông là chưa lấy vợ đâu. Ông từ nhỏ chưa không lấy vợ luôn. Từ nhỏ không lấy vợ. Ông 11 tuổi thì bố mẹ mất hết rồi. Mồ côi từ nhỏ. Mồ côi từ nhỏ. Là mồ côi từ nhỏ thành ra là sống từ nhỏ ở đây rồi. Từ nhỏ đến hiện tại mình đất này luôn. Mảnh đất này luôn. Và ông cũng không lập gia đình. Không lập gia đình luôn. Tại vì không có người lớn bảo ấy, lúc nhỏ ấy nhỉ. Đúng rồi. Cho nên là trên này là lấy vợ rất là đắt. Vâng. 50-60 triệu. Cho nên là ông không kiếm gì để có tiền mà lấy được vợ. Với cả cũng không có người lớn, người già. Đúng rồi. Không có người lớn, người già.
nồi bé bé thôi, nấu cho ông thôi, nấu gang ấy được rồi. Không, ông còn bảo không phải cái này. Nấu cơm mà. Đấy. Nấu nồi đấy. Nấu nồi này. Bình thường nước là ông lấy ở đâu đấy? Đây này gió chủ đề nào đó chưa? À, ông ở hứng nước mưa thôi. À đây là nước mưa à? Nước mưa thôi. Đây là không có nguồn nước. Nước ở trên này phải đúng rồi. Tiết kiệm nước mưa mấy nhà thôi. Thế thì tí nữa luộc cho ông thịt với cả luộc trứng cho ông. Ừ. Huy với cả anh Linh với cả mọi người thì cũng vừa mới ăn cơm ở nhà ba bạn bị tật kia thôi. Cho nên là qua đây luôn là ăn cơm rồi. À, lấy sữa cho ông này. À, ừ, đây sữa đây. Sữa với bánh nhá. Lấy sữa bánh nhá. Lấy tay nắm cũng được mày. À, đây. Giờ phân nhiều cho. Ừ, đây là chai dầu. Tí nữa ông sẽ sửa. Cho ông, đúng rồi, ông uống sữa nhá. Bữa hãy phư giờ sữa ăn đây giờ. Bữa hãy phư sữa ăn đây. Ông ơi, cho ông sữa nhá. Cho hai cháu ở chăn trâu trên kia. Hai em chăn trâu ở trên này à? Phải không? Đây ngồi đây trong mưa này. Tránh mưa. Cháu ngồi đâu? Đấy. Cháu ở đâu? Mấy con trâu? Ba con à? Thế của em có mấy con? Mấy con trâu? Không có con nào. Đây. Để sinh hoạt đấy, ăn đúng. Uống các thứ tắm giặt là nước mưa này đầy chưa anh, trong này này đầy rồi, đây là tấm lọc của ông à. cái màn lọc rác ấy nhỉ. Ừ, lọc rác đấy. Cái này à, đây là tôn mà nhỉ. Tôn nước mưa trên này xuống. Ừ. Trên này chỉ sử dụng nước mưa để sinh hoạt thôi đấy, khó khăn lắm. Thế nhà cháu ở đâu? Trên kia à? À, cháu đi chăn trâu. Chú hơ mình rồi. Có vòi chứ. Chú kia lúc đi nào giờ? Bút thấu chú à? Chú ra đây. Chú thì lấy nước á? Hứng ở đây à? Hứng đây hay là không có vòi dưới à? Ở đây, giờ mới nhìn thấy. Ở đây. À, thử để đây. Đang mưa, cơn mưa tới. Lúc nãy là không để ý cái này. À, cứ tưởng là không để đây là tranh thủ để lấy nước. Đấy. Chảy cái này xuống này. Ta. Mình không sao tiện mình chứ. À. Ố. Chắc từng ly từng tí một nhỉ. Đúng rồi. Đấy đấy. Chắc từng ly từng tí một. Trang rồi. Nếu mà mưa nhiều, mưa mấy ngày liên tục thì cái tét này đầy rồi nhỉ? Ừ, tét đầy rồi. Tét này đầy. Tùn là này, tùn là thân thích quá. Nó nổi một to đấy, một to đấy. Thấy nó thử mã mới cái ạ. Ừ. Nó bảo là không có cái tét nước này thì nắng thì sẽ không biết đi lấy ở đâu. Đi lấy ở đâu. Với lại ở một mình này là ông cũng rất là yếu rồi. À, tét này chắc ai hỗ trợ thôi đúng không? Tét này là hầu như là ở trong thôn bản là cứ nhà nghèo ấy gọi à, là được hỗ trợ à? Đấy là cận nghèo là được hỗ trợ đấy. À, được nhà nước hỗ trợ đúng không? Đấy, hỗ trợ cho mạnh quá, nước mạnh quá. Nước về mạnh, nước về nhiều. Tầm mưa to quá. 10 phút là đầy đấy nhờ. Ừ. Mưa to này, mưa như này thì tầm 10 phút là đầy. Đợi để hai bạn Hoa với Thu nấu cho ông ăn, tại vì ông chưa ăn đấy, ông đang chuẩn bị thái măng để ông ăn mới măng không thôi. Cái này như lá thuốc lá thì phải nhỉ? Cây thuốc lá đấy. Thuốc lá. Ừ, đây này cái cây này. Thuốc lá. Cây thuốc lá. Ông ở nhà của ông có điện không? Điện không? Đây là không có điện. À, nhà ông không dùng điện à? À, nhà của ông thì không có điện. Đây là không có điện luôn. Và cái mái này như là cũng được hỗ trợ thay lại mới rồi nhờ. Cái này là trước là có một cái nhà ở bên trong kia là thay tôn, như là cái tôn thủng cũ này là thừa, là ông
nhờ anh em về để làm lại. Còn cũng vẫn dột đấy, vẫn dột nhưng mà được. Mà còn những cái gốc thì trái bên kia thì cũng bị hỏng hết rồi. Thế là ông sống là không có điện. Đấy, không có điện. Không điện. Không nước. Nước là phải sử dụng nước mưa. Còn nước mưa thôi. Đây này, xem măng của ông đây này. Đây cái ông là ông chỉ ăn măng thôi. Nó măng nó không, bởi vì không có gạo, không nước, không có cơm để nấu nữa. Chỉ ăn măng được tuần nay rồi. Măng tuần nay rồi. Đấy, ông bảo chỉ ăn măng thôi. Ăn mỗi măng không. Xôi rồi. À, xôi rồi đấy. Sắp chín rồi. Cơm sắp chín rồi. Mấy cái gì bảo? À, thế thì giờ là mình chạy, mình dán trứng cho ông. Vâng. Đấy. Thế này mà không làm là mai hỏng đấy nhờ. Đúng rồi. Lăn cháy hỏng. Qua là nó sẽ không hỏng. Ông bảo là giúp ông thái thành miếng xong là cho ông ướp muối. Ướp muối à? Ướp muối. Để treo lên. Đấy. Ướp muối thôi. Ừ. Đấy là bí ra để luộc đấy. Ủa cái này phần sườn à? Đấy sườn đấy. Ướp muối thôi nhá. Ừ. Tại vì ông không có cái gì để ấy. Đúng rồi. Đấy thì có mưa muối hàn rồi. Cái gì để ướp vào cái đây cho cái chậu này. Lúc phía này hú à giờ? Muốn cho lúc phía này nhá. Ừ. Ừ, bảo là mình chậu để ướp muối. Muối cho. Ừ. Ừ. Lại không cầm dao lên à? Không có cầm lò đâu. Lấy rồi. Lấy chưa? Muốn làm cháy ơi. Ông bảo là ông bao lâu không đi chợ rồi đấy? À, gần 40 năm nay rồi. Gần 40 năm không đi chợ rồi ạ? Đấy, gần 40 năm mà không biết chợ như thế nào. Ở đây đi chợ có xa không? Em đi chỗ sáng nay mình. Chợ xa lắm. Trung tâm mà. Chỗ sáng nay mình mua đúng không? Đấy. À, chợ đấy xa ấy. Lắm. Ừ, thế sợ nhỉ? Để đây chợ ông. Đã chợ ấy. Anh làm nhân mẹ. Dạ. Anh làm nhân luôn á. Để làm thương. Cái cá luôn. Như này. Ừ. Ừ. Như này, như này. Ừ. Ông bảo là cắt dài, cắt dài như này. Rồi. Để ông, vâng. Ông treo lên. À, ông treo lên à? Ừ, ướp muối treo lên. À, ướp muối treo lên, như kiểu treo góc bếp ấy nhỉ? Đấy. Tôi cho nó là nó lò mà. Ôi, đây rồi, đây rồi. Cho nhiều tí là nó không hỏng được. Đúng rồi. Ở đây là thó đây là chưa? Ừ. Đây đi nè. Để lại cho chú nhé. Thì nói cho chú nhé. Thì kìa. Được. Cho thịt vào đây. Cho vào đây. Bây giờ treo lên cho ông làm các bếp luôn ủ nha. Cho ủ rồi ông treo. Ơ cho hơn đây cho ông ăn ở đây sao à? Cái này ướp lâu đấy. Ngâm một thời gian. Mai mới treo được. Ông bảo là để 2-3 hôm nữa. Ông thế là ông cũng biết mà ông hay treo được thế đấy. Để cho muối tan hết đã. Đấy này. À không. Mở ra. Cho ít muối đó. Muối dùng nhiều. Nước mưa rồi, nước mưa. Nước hôm nay là cái bình nước đầy rồi đúng không anh? Ở bình đầy rồi. Bình đấy thì sử dụng được lâu đấy nhờ. Ừ. Ông. Mình nghe ông chất sử dụng được lâu hơn. Lâu hơn. Ừ. Mưa này. Vất vả, khó khăn rồi. Không có người thân đấy. Không có người thân luôn. Hay có mấy đứa cháu nhỏ này đi chân châu lại hay ra đây trú mưa với cả hay ra đây trông đỡ buồn nhờ. Đúng rồi.
Có con chuột đấy nhở? Có chứ. Ở đây gần nương này có chuột đấy. Tí bảo ông chụp lại. Cái này là trước các ông để xay ngô á. Đấy, cái cối vẫn xay đấy, xay đấy. Vẫn mới mà. Xay ngô là mềm mén đấy cái này. Đang vẫn xay, vẫn có động lại những cái hạt ngô nát gì. Ông vẫn sử dụng đấy. Khả năng là ai lấy hộ thôi. Cái này là hay là lâu rồi của nhà. Cái này lấy lâu rồi. Chắc lâu rồi. Chắc lâu rồi. Mùi này là ai đi lấy đấy? Ông tự đi lấy à? Hả? À bảo bố em đi lấy hộ à? Con mọt cứ ăn thì hay nghe được. Con mọt ăn à, đang ăn đây đấy, đây đang gặm này, gặm kẹt ở đâu cái lỗ to này, đây này, ôi giời, mấy cái lỗ liền này, đây nữa, con mọt đang ăn này, đấy, không quá 20 phút là đầy rồi nhỉ? Cho vào đây luôn à? Thế đổ vào trong này đấy. Trong này. Mưa to. Cháu đến hộ ông ấy. Cháu tới giúp. Mày có hay cháu chăn trâu trên này về chú mưa. Tiện thì giúp ông đổ hứng nước đổ vào trong này luôn. Nhìn cũng trong nhỉ. Nước mưa mới này. Ủa khỏe thế. Khỏe thật. 20 lít đấy. Cái này. Đầy ở đấy. Đủ để ông sử dụng một thời gian dài đấy. Chín chắc là chín rồi đấy nhỉ? 1, 2, 3. Chín rồi đấy. 2, 3. Thì này chín rồi. Đấy là thái cho ông rồi. Chín rồi. Thái. Làm thêm trứng cho ông nhé. Dạ. Làm thêm món trứng cho ông. Xào hay là luộc ạ? Chắc xào thôi. Xào trong cái nồi này đi. Xào trong cái nồi này luôn. Thế thì canh này. Canh này á, tí. À. Cái canh này là mình lấy cái măng ông về thái cho rồi, đúng đấy, rồi, cho vào đấy đấy. Thả măng vào là đúng rồi. Ấy thả cái măng đấy vào. Đây, lấy măng này thả cho. Còn mấy cục đấy chắc thôi cất cho ông nhặt. Mấy cục to thì cất thôi. Mấy cục to này cất lại cho. Tối ăn không hết tối mà ăn tiếp được. Đấy, thì là có canh măng đây rồi. Canh măng với cả thịt. Đấy, cái đấy măng này cho nước thịt thì quá ngon luôn. Đúng rồi. Có gia vị chưa? Cho muối rồi. Mì chính nãy mình cũng mua rồi mà. Có mua. Có mua. Để được chưa? Có mua mì chính về. 5 quả. 5 quả đi cả. 5 quả. Tầm 5 quả chợ. Xem cô chị ta. Mang đốt. Tầm 1 quả nữa cho. Xôi là được rồi. Đấy, cái này là để đựng canh măng cho ông. Đổ vào đấy luôn. À, hôm nay ông có một bữa cũng ngon rồi đấy nha. Quá ngon luôn. Đấy, nước thịt nó ngon lắm. Thịt này ngon. Chờ ông ăn có măng không à? Đúng rồi. Măng luộc cái thứ đấy. Ăn cái chê được một tuần nay hả? Ừ, đây bây giờ mới có một chai sữa ăn cho ông rồi. Nấu cho ông ăn. Bạn chị. Đây là đổ dầu vào ăn nồi để rán trứng cho ông này. Người soi đèn. Do là không có điện nữa. Người đổ dầu, người rán. Đây gọi là xào thôi, không phải rán. Vì không có chảo. Đây là luộc cho nồi. Bởi vì là cậu không có chảo để ông xào thức ăn ấy. Kim là dùng ra đá luộc cậu. Thôi em để lọ, lửa nhỏ lại. Đảo nó đi rồi.
chảo nó không đẹp ấy, kệ nhá. Ừ, chảo nó mà cái này. Sao nó bị ấy. Không phải chảo không được đâu. Ừ. Cho lại vào cái ao đấy. Trứng này nhìn màu đẹp hết. Ai dán đấy nhỉ? Trứng này vỏ cũng đẹp rồi. Vỏ trứng này cất đâu được cho ông nhỉ? Để thấp ông dễ lấy. Để thấp thôi nhỉ? Để góc bên kia. À để bên kia, để bên kia. Để bên kia là ông lấy, ông dễ lấy. Để bên này, bếp ấy. Để bếp này nhá. Đấy, bên này ông sẽ lấy. Cháu trước kia rồi cháu tiếp là bóc của nó kê nè. Cháu để đấy cho ông. Bảo là để trứng bên này thấp thấp cho ông dễ lấy. Mì tôm gạo các thứ mình để góc kia. Mì tôm phanh bếp cho tỉ ni hả? Xu nhất tí. À, xong rồi ông ơi, nằm máu là. Ảo lên cho ông. Trứng. Hôm nay là được hai bạn này chụp bài. Nhìn ngon thế. Nấu nướng. Trứng này ngon mà. Vừa đi phiên dịch và cũng như là vừa bên hậu cần luôn nha. Ông ơi, anh nằm máu rồi. Giờ muốn nằm máu giờ. Nằm máu giờ. Giờ thì Huy với cả anh Linh với cả hai bạn đều nấu cơm cho ông xong rồi. Nhưng mà mọi người đều ăn rồi, mà ông chưa ăn đâu. Giờ thì ông với cả các cháu cùng ăn cơm. Một bữa cơm có thịt. Ông nào đi, cháu nào rồi. Không ăn quen đúa à? Thế sới cho ông, cho sới vào bát cho ông. À, tức là ăn mèn mén quen rồi nhỉ? Thế là không dùng đũa, không quen dùng đũa. Nói thì nấu cơm với cả thịt trứng để cho ông ăn. Cháu nấu cháu rồi. Cái
cái gì đó. Mình đặt hơn lắm. Đưa lên trên một khu này. Ông vào đi, ông còn ra tận đây tiễn mình nữa cơ. Đấy, ông ông còn ra tận đây tiễn mình. Thôi ông vào nhà đi, ông cứ vào nhà đi. Ông muốn chơi chào. Dạ vâng. Dạ vâng. Tôi bảo ông về nhá, không ở đây thì rất là trơn sợ nhá. Ông bảo là mưa cho nên là ông cho ông bảo cắt mỗi người một lá chuối mang đi về để làm cái ô như này này. Đấy. Một chết là cháu chào ông nhá. Dạ vâng. Thế là mỗi người được một cái ô như thế này đi về. Ông bảo là chuối này là chuối của ông. Chuối ông muốn lấy một lá này về. Ông bảo là không có ô thì lấy tạm lá chuối để đi về luôn. Thì vào đây thì mới biết là hoàn cảnh của gia đình ông như này. Ông lớn tuổi rồi mà vào đúng thời khắc là ông chuẩn bị ăn trưa. Ăn trưa thì là ăn có mấy cây măng thôi mà. Gọi là cái tre ấy. Ăn măng một tuần nay rồi. Giờ thì Huy cùng với cả mọi người sẽ lại di chuyển về huyện. Và ngày mai ngày kia thì Huy vẫn còn ở trên này nữa. Cho nên là sẽ tiếp tục đi những cái hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Còn bây giờ sẽ phải di chuyển tầm hơn một cây số để đi về đường to trên kia kìa. Chuẩn lắm đây nha, cẩn thận nhá. Chuẩn lắm. Tí mình người nhắc mình lại là người ngã thì rất là trơn luôn. Thế này thì ông chả bao giờ ra ngoài được rồi nhờ, như này đây. Ông bảo là 30-40 năm nay không đi con đường này rồi đấy. 30-40 năm không đi con đường này. Ông chỉ ở trong nhà đi lòng vòng xung quanh nhà thôi. Đi loanh quanh lòng vòng thôi. Không như mình thanh niên như này mà di chuyển cái đường này còn cảm giác vất vả cơ mà. Vất vả lắm. Đường rất là trơn. Kể cả không mưa thì thì về thôi. Về thôi. Sáng rồi. Rồi. Nay thì cũng gặp được ông và gửi cho ông một tí quà rồi. Còn giờ thì phải xin phép tạm dừng nội dung ở đây thôi. Cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành cùng với Nùng Vlog nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại mọi người. Chào bye bye.